Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tạp An. Sau 2 năm đã bán chiếc ghế cho bác khách ở Khương Trung, Hà Nội, thì đây là cái khoảng thời gian mà Ngọc Tạp An đang tiến hành vệ sinh cũng như bảo dưỡng miễn phí cho những cái khách hàng thân yêu của Ngọc Tạp An tại khu vực Hà Nội. Thì đó cũng là một trong những sự cố gắng mong muốn tới tay khách hàng những cái điều tốt đẹp nhất, đặc biệt là cái dịch vụ sau bán hàng. Thì như các bạn cũng đã thể thấy ở đây, sau 2 năm dịch thì cái ngôi nhà của bác và cái chiếc ghế mà bác sử dụng cũng đã một thời gian rất là dài, và ngày hôm nay Ngọc Japan đã chủ động tới để bảo dưỡng vệ sinh miễn phí cho bác, để bác có thể có được cái sản phẩm tốt hơn nữa. Thì thưa quý vị, thực ra đó nó cũng là sự cố gắng của Ngọc Japan, bởi vì Ngọc Japan đang tiến hành tại khu vực Hà Nội và trong Sài Gòn. Thì những ai mà đã từng mua những sản phẩm ghế massage nội địa của Ngọc Japan thì Ngọc Japan sẽ cố gắng sẽ chăm sóc, và quan trọng nhất là sẽ vệ sinh và bảo dưỡng miễn phí, cũng như là một lần nữa quay lại để làm sao cho những khách hàng của Ngọc Japan thấy được cái sự chăm sóc của Ngọc Japan. Và nếu không may chiếc ghế nó có những cái theo thời gian nó có những cái độ xuống cấp, rồi nó có cái khô dầu hay bất kỳ những chi tiết gì khác, thì nhân viên của Ngọc Japan sẽ đồng thời mở ra kiểm tra cũng như là xử lý tại chỗ luôn cho khách hàng, để làm sao khách hàng sẽ có được cái sản phẩm sử dụng càng ngày càng lâu dài hơn. Như các bạn có thể thấy ở đây, thì đây là cái chiếc AS1000 mà bác ấy mua rất là lâu rồi, và bác ấy cũng là kê cái vị trí này. Thì với cái độ tuổi này thì bác dùng rất là nhiều, và cái lúc này đây anh em tới trực tiếp mở máy ra để cho bác có thể thấy được sau 2 năm vận hành nó sẽ như thế nào, và sẽ bảo dưỡng và vệ sinh để cho bác thấy được cái câu chuyện là những cái đồ sản phẩm nội địa Nhật sau khi bảo dưỡng thì nó sẽ lại quay trở lại cái vấn đề nó mới như lúc đầu. Thì một số cái tỉnh thành ở xa thì hay là những cái tỉnh thành nhỏ thì Ngọc Japan cũng đang cố gắng trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái chăm sóc khách hàng để cho mọi người có thể sử dụng được những sản phẩm của Ngọc Japan tốt hơn. Và đây là cái lúc anh em đang chỉ cho bác cũng như là cho bác thấy được rằng là sau 2 năm cái sản phẩm của bác từ bộ máy cho đến chất liệu da, rồi là Ngọc Japan sẽ vệ sinh nó lên để cho mọi người thấy được cái độ tốt của nó. Và rất cảm ơn khách hàng của Ngọc Japan trong suốt thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ và đã tin tưởng Ngọc Japan, và quan trọng nhất Ngọc Japan sẽ luôn luôn cố gắng mang lại những cái lợi ích tốt đẹp nhất cho khách hàng. Và những cái chương trình mà đi vệ sinh bảo dưỡng này là hoàn toàn miễn phí, tất cả mọi người đều không phải chịu bất kỳ một chi phí gì, mà tất cả mọi thứ nhân viên Ngọc Japan sẽ đến tận nơi bảo dưỡng và vệ sinh miễn phí cho mọi người. Vậy những ai mà đã từng mua sản phẩm của Ngọc Japan, nếu cần thì hãy liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại 097 494 5555 để đặt lịch trực tiếp, để Ngọc Japan sẽ sắp xếp nhân viên qua vệ sinh cũng như bảo dưỡng miễn phí cho gia đình của mình. Chúc quý khách của Ngọc Japan luôn luôn có sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng Ngọc Japan, để Ngọc Japan có cơ hội chăm sóc cũng như mang những sản phẩm nội địa Nhật chất lượng tới tận tay khách hàng trên khắp mọi miền của Tổ quốc.